Theo báo Lao động đưa tin, cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều ngày 8 tháng 11, vị trí tâm bão Jin Sinh ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc, 118,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 150 tới 166 km h giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km h Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 tới 20 km/h. Đến 13 giờ ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ vĩ Bắc, 114,8 độ kinh Đông trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 17. Dự báo trong 48 giờ tới, bão số 7 sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Nam khoảng 10 km h suy yếu dần. Đến 13 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ vị Bắc, 112,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Dự báo trong 72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 5 tới 10 km h suy yếu thêm. Đến 13 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 110,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 13. Từ 72 giờ đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 tới 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17, sóng biển cao 4 tới 6 m, vùng gần tâm bão 6 tới 8 m biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Theo ghi nhận của báo Lao động, bản tin dự báo bão của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa cho hay, hồi 4 giờ ngày 8 tháng 11, vị trí tâm bão Yin Sinh, Philippines gọi là Mark, ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Ilocos, Norte, phía đông khu vực Bắc biển Tây Philippines, Biển Đông. Pagasa cho biết, dù bão đã suy yếu đôi chút trong đêm, nhưng sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh vẫn ở cấp 14, 155 km h gần tâm bão, giật lên tới 215 km h cấp 17, và áp suất trung tâm là 955 HPA. Trước đó, ngày 7 tháng 11, bão Yên Sinh đã đổ bộ hai lần vào phía bắc Lưu Lần đổ bộ đầu tiên xảy ra vào hồi 15 30 ở Santa Ana với cường độ cực đại là 233 km h khí áp 937 MBR. Lần đổ bộ thứ hai xảy ra vài giờ sau đó gần Claveria, ở cấp độ tương tự quần đảo Babylon ở phía Bắc cũng bị tàn phá bởi bức tường mắt bão mạnh mẽ này. Bão yin Sinh di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 km h gió mạnh lan ra xa tới 500 km tính từ tâm bão. Pagasa vẫn ban hành cảnh báo gió mạnh cấp 12, 118 đến 184 km h trong 12 giờ tới ở một số khu vực của Lưu Dông như phần cực bắc của Ilocosua, phần phía bắc của Abra, Đăng Lagayan, Tinec, phần tây bắc của Apayao, Kalanasan, và phần tây bắc của lục địa Cagayan. Ngoài ra, gió đông bắc và vùng ngoại vi của bão Yin Sinh cũng sẽ mang theo gió giật mạnh đến mạnh ở các khu vực ven biển và vùng cao tiếp xúc với gió. Biển động mạnh với sóng cao tới 12 m ở bờ biển của quần đảo Babuyan và Ilocos Norte, sóng 8 mét ở bờ biển của Ilocos Sur, sóng 6 m ở phần bờ biển còn lại của vùng Ilocos, bờ biển phía tây của Batanes. Dự báo bão Yin Sinh sẽ tiếp tục di chuyển về phía tây và thoát khỏi khu vực dự báo của Philippines PR vào chiều hoặc tối nay, ngày 8 tháng 11. Trong khi đó, theo tin báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, đến 4 giờ ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão số 7 Yin Sinh ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 116,1 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía Đông Bắc. Cường độ bão cấp 13-14, giật cấp 17. Phía đông khu vực Bắc Biển Đông chịu rủi ro thiên tai cấp 4. Dự báo đến 4 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 113,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía Bắc Đông Bắc. Cường độ bão cấp 12-13, giật cấp 16. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, chịu rủi ro thiên tai cấp 3. Từ 72 giờ đến 120 giờ tiếp theo, bão số 7 ở Biển Đông di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 đến 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Theo báo Lao động, tin báo áp thấp mới nhất của cơ quan thời tiết Philippines Pagasa cho hay, lúc 2 giờ sáng ngày 8 tháng 11, cụm mây bên ngoài khu vực dự báo của Philippines PR đã mạnh lên thành áp thấp 11B. Dự báo áp thấp này có khả năng thấp để mạnh lên trong 24 giờ tiếp theo. Trung tâm cảnh báo bão liên hợp JTWC của Hải quân Mỹ cho hay, áp thấp gần Philippines mới xuất hiện là Invest 92W đang nằm gần quần đảo Bắc Mariana áp thấp này cũng có khả năng thấp để mạnh lên trong 24 giờ tới. Ngay sau áp thấp Invest 92 VK, áp thấp 93 VK cũng đã hình thành ở phía tây Thái Bình Dương. JTVC dự báo áp thấp này có khả năng trung bình để mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới. Các mô hình dự báo của JTVC nhận thấy áp thấp Invest 93 VK đang ở trong môi trường thuận lợi để mạnh hơn nữa do bề mặt biển nóng ấm từ 30 đến 31 độ C. Dòng chảy cực tốt và gió đứt ở mức từ thấp tới trung bình. Dự kiến Invest 93V kép sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và sẽ nhanh chóng mạnh thêm trong hai ngày tới. Áp thấp mới gần Philippines xuất hiện trong bối cảnh bão Yinsing, tên địa phương là Mars, tiếp tục yếu đi và đi vào Biển Đông. Lúc 4 giờ sáng ngày 8 tháng 11, tâm bão Yinsing sinh đang ở vùng biển Venber Pasuquin, Ilocos, Norte, Philippines, với sức gió duy trì tối đa 155 km h ở gần tâm bão, gió giật lên tới 215 km h Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 km/h. Gió mạnh ở cấp bão trong bão diên sinh đang lan ra xa tới 500 km tính từ tâm bão. Trước đó trong dự báo bão, áp thấp công bố ngày 7 tháng 11, Pagasa nhận định khi bão diên sinh vào biển Đông trong tuần từ ngày 7 đến 13 tháng 11, hai áp thấp xuất hiện ở phía Tây khu vực dự báo PMD. Áp thấp đầu tiên dự báo đi vào PR với khả năng mạnh lên thành bão ở mức trung bình. Áp thấp thứ hai dự kiến hình thành ở phía tây của khu vực dự báo TCID của PAGASA với khả năng mạnh lên thành bão từ thấp tới trung bình. PAGASA dự báo, tuần từ 14 đến 20 tháng 11, áp thấp đầu tiên sẽ đi qua bắc Luzon Philippines, sau đó vào biển Đông với khả năng mạnh lên thành bão vẫn ở mức trung bình. Áp thấp gần Philippines thứ hai sẽ di chuyển về phía đông của Luzon trước khi chuyển hướng về Nhật Bản. Áp thấp này có khả năng mạnh lên thành bão từ mức thấp tới trung bình. Tương tự, tin báo mới nhất của SCMP cho hay, các nhà dự báo thời tiết ở Hồng Kông, Trung Quốc cảnh báo trong lúc nâng cao cảnh giác về bão Yin Sinh, hai cơn bão nhiệt đới khác có thể ảnh hưởng tới Hồng Kông, Trung Quốc trong nửa đầu tuần tới. Cơ quan dự báo Hồng Kông, Trung Quốc cảnh báo hai cơn bão nữa có thể hình thành ở phía đông Philippines. Bản tin dự báo báo của cơ quan này nêu rõ, có một vùng áp thấp rộng lớn ở Tây Bắc Thái Bình Dương nằm ở phía đông Philippines và một số đám mây đối lưu khác đang phát triển ở phía đông của vùng áp thấp đó. Dự báo mới nhất từ các mô hình máy tính cho thấy có khả năng hai hệ thống này phát triển thành bão nhiệt đới vào tuần tới, nhưng mức độ không chắc chắn vẫn còn cao. Báo Lao động đưa tin, theo Cục Quản lý Dịch vụ Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines, gọi tắt là Pagasa, bão Yin Sinh đã mạnh lên thêm khi duy trì tốc độ gió tối đa 155 km h và gió giật lên tới 190 km h cũng có khả năng cơn bão sẽ rời khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines PAR vào tối thứ Sáu ngày 8 tháng 11. Cảnh báo sóng lớn và gió mạnh đã được đưa ra ở nhiều khu vực của Luzon. Pagasa cho biết tâm bão được phát hiện lần cuối cách Apari kagayan khoảng 175 km về phía đông với tốc độ gió tối đa 165 km h gió giật lên tới 205 km h và di chuyển chậm về phía tây tây bắc. Chuyên gia dự báo cơn bão sẽ tiếp cận phần phía bắc của Cagayan trong thời gian đạt cường độ cực đại. Tuy nhiên, nó có thể suy yếu bắt đầu từ chiều nay ngày 7 tháng 11 khi tương tác với địa hình của đất liền Luzon trong quá trình đổ bộ hoặc tiếp cận gần đất liền Philippines. Bão sẽ đổ bộ và đi qua phần đảo Babuyan hoặc các phần phía bắc của đất liền Cagayan, Ilocos, Norte và Apayao từ chiều thứ Năm ngày 7 tháng 11 đến sáng sớm thứ Sáu ngày 8 tháng 11. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ 72 giờ đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Du khách đang có kế hoạch du lịch đến các khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng của bão diên sinh nên chú ý dự báo thời tiết, cập nhật tình hình bão đi qua để sắp xếp lịch trình phù hợp, đảm bảo an toàn. Thông tin từ báo lao động, tin bão mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines gọi tắt là Pagasa cho hay. Vào hồi 4 giờ ngày 7 tháng 11, vị trí tâm bão Yinsing, hay còn gọi là bão Mase theo cách gọi của Philippines, ở vào khoảng 18,3 độ vị Bắc, 123,5 độ Kinh Đông, cách apari Kagayan, 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão 155 km h giật lên đến 190 km h áp suất trung tâm 955 HPA. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 km h bán kính ảnh hưởng 560 km tính từ tâm bão. Pagasa cảnh báo gió dữ dội và biển động cực mạnh do bão diên sinh, sóng cao tới 12 m ở bờ biển quần đảo Babuyan, bờ biển phía bắc của đất liền Cagayan và Ilocos Norte. Sóng cao tới 9 mét ở bờ biển còn lại của Ilocos Norte, Cagayan. Sóng 8 mét ở bờ biển Batanes và 7 mét ở bờ biển phía bắc Ilocos Sur, bờ biển phía bắc Isabela. Dự báo bão Jin Sinh sẽ di chuyển về phía tây tây bắc trong 12 giờ tới trên vùng biển phía đông Cagayan trước khi chuyển hướng về phía tây từ chiều nay cho đến thứ Bảy ngày 9 tháng 11. Theo dự báo, diên sinh sẽ đổ bộ và đi qua quần đảo Babuyan và hoặc các phần phía bắc của đất liền Cagayan, Ilocos Norte và Apayao hoặc đi qua rất gần các khu vực này từ chiều nay cho đến sáng sớm ngày 8 tháng 11. Bão có thể rời khỏi khu vực dự báo của Philippines (PAR) vào tối mai. Gió đông bắc tăng mạnh sẽ khiến bão di chuyển về phía tây nam nhiều hơn bắt đầu từ cuối tuần. Bão diên sinh được dự báo sẽ tiếp cận phần phía bắc của Cagayan trong thời gian cường độ đạt đỉnh. Với hành trình kéo dài suốt từ khi còn là một cụm mây phát triển thành áp thấp, chỉ sau một đêm ngày 3 tháng 11, Nhiên Sinh đã trải qua các giai đoạn tăng cấp liên tục thành áp thấp nhiệt đới ngay trong chiều ngày 3 tháng 11, mạnh lên thành bão và bão cuồng phong. Trong 2-3 ngày qua, Nhiên sinh liên tục mạnh lên với ảnh mây vệ tinh vào tối ngày 6 tháng 11 cho thấy mắt bão đang cực kỳ sắc nét, cường độ theo cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA đạt cấp 14, giật cấp 17, khí áp giảm xuống mức 955 mb. Hồi 1 giờ ngày 7 tháng 11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 123,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, 167 tới 183 km h giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 5 tới 10 km h Đến khoảng 1 giờ ngày 9 tháng 11, bão Yên Sinh đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 7 hoạt động tại khu vực trong năm 2024. Khi vào Biển Đông, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và hướng về khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Cường độ càng lúc càng suy yếu dần, cường độ cấp 13 giật cấp 16. Tuy nhiên, vẫn phải đề phòng kịch bản xấu, bão có thể di chuyển về khu vực vùng biển Trung Trung Bộ, hướng đến Đà Nẵng vào ngày 11 và ngày 12 tháng 11 gây ra một đợt mưa lớn tại khu vực miền Trung vào đầu tuần sau. Theo trang bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương, diễn biến bão số 7 hoạt động trên khu vực biển Đông sẽ cực kỳ phức tạp.